bắn về đúng nơi quy định thì các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng. Hay quá em ơi. Dướng dướng cái đuôi, dướng cái đuôi. Ừ, dậy 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 em, dậy lên. Đúng rồi, bảy cái đuôi vậy đó, bảy cái đuôi. Ừ, bảy mạnh lên. Bảy. Ừ, coi chừng hết bánh nha, đồng đội không có bánh thì thực hiện á. Tội nghiệp bé nó nhìn hai cái bánh mà mắt nó lé luôn á. 6 phút 7 giây. Thông Ngọc Điện Đông sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn số tiền thưởng đầu tiên của chương trình 2 triệu đồng. Hái dừa. Vòng cuối là do em quyết định. Quay. Đàn ông con trai 6 múi quay có khác ha. Ồ. Và như vậy thì cánh hoa Việt Tốt đã dừng lại ở logo của trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông. Số tiền thưởng ở vòng này là 5 triệu đồng. Thời gian là 7 phút và nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải hái dừa và ném vào bên trong 6 quả. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, hái dừa, hái dừa. Chậm thôi em, chậm thôi. Chân bấm chặt lên trên sàn và... Bạn quyết định. Bình tĩnh, bình tĩnh. Wow. Wow. Hết tốt. 1 phút 53 giây. Của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn số tiền thưởng ở vòng thi đấu thứ 3 là 5 triệu đồng. Và một phần quà nữa dành tặng cho các bạn, đó chính là phần quà đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Xin được mời thầy Trần Sĩ Thành, phó giám đốc của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn số tiền thưởng qua cả 3 vòng thi đấu là 10 triệu đồng. Biệt đội nắng Tây Nguyên của chúng em hôm nay đã cố gắng nỗ lực hết mình để giành được phần thưởng này, là để dành trao tặng cho một người cô mà chúng em luôn kính mến ạ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em. Thanh xuân của cô gái trẻ Nguyễn Thị Lan Phương là cây nắng, cây gió của vùng đất cao nguyên. Vừa đi học, vừa lên rẫy phụ giúp gia đình. Nhưng gian khó chưa từng làm vơi đi giấc mơ phấn trắng bảng đen trong lòng cô gái trẻ. Bao nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cũng đạt thành ý nguyện khi Lan Phương chính thức được đứng trên bục giảng, trở thành đồng nghiệp với những thầy cô mà mình yêu kính quý trọng. Chưa kịp hân hoan khi con vừa bước đi chập chững, tập nói bi bô, thì tai ương bất ngờ ập đến với cô giáo trẻ, khiến cô chơi với, sụp đổ trong tuyệt vọng. Cơn tai biến mạch máu não đột ngột khiến cuộc sống của cô bỗng chốc như xáo trộn hoàn toàn. Cô Lan Phương lại biết nửa phần cơ thể mình đã tê liệt hoàn toàn. Mạnh mẽ giằng lấy sự sống trong tay tử thần, cô không cho phép bản thân mình gục ngã, gắng hết sức để tập luyện, mong trở lại với trường với lớp và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Khi một người trưởng thành tập viết lại bằng tay trái thì cũng giống như việc một đứa trẻ con tập viết từ đầu. Thì em cảm thấy cô đã rất cố gắng. Và rồi ngày mong chờ cũng đến. Cô Lan Phương được quay lại với các em học trò và bạn bè đồng nghiệp.
dẫu dáng cô giờ trở nên khập khiễng, nét chữ chưa đều như ngày xưa, nhưng vẫn là cô giáo Lan Phương đầy nhiệt huyết, nghị lực, đáng trân trọng trong mắt các em học trò. Chúc mừng cô về những sự yêu thương mà các em dành tặng cho cô ạ. Và ngay bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được mời đại diện của trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông xin hiện diện với mời thầy Vân ạ.